Vì thấy chưa, đây là cá sặc, cá rô phi này. Sau trận mưa tối hôm qua thì bà con ở đường số 1 khu nghiệp Tân Tạo, Bình Tân giăng lưới bắt được. Đây đây là mấy cái rặng cây. Nước ngập nhiều lắm nhưng bà con ở đây giăng lưới. Sáng giăng lưới vậy, giờ giăng lưới vậy chứ sáng đi chừng đập bằng tay á, con nó bành bành không. Dạ. Yeah. Lấy cây đập. Ba lười ơi, ba lười đâu ba lười? Nè, gỡ tiếp coi. Đù dính kìa. Nè ba lười ơi. Bắt đầu đi gỡ cá nha các bạn. Đây là ở nè, ở Sài Gòn á, không phải ở đồng quê đâu. Lưới này mình mua ở nhà đem ra luôn đó. Dạ em mua anh. Không, cá sặc, cá rô chưa. Sáng nó mới ra nó sáng dính mới nhiều. Giờ nhiều. Giờ có mà cũng ít. Giờ nó tìm được chỗ trú rồi đó. Lười. Nè em. Đường nữa con nè. Quá khúc này cái gì mà nó dính quá trời dính tận.